要倒一肉啊。鹅的两条，也是鹅的。là số 24 Lê Văn Hưu các bạn. Bún chả Hương Liên giao hàng tận nơi. Nơi đây là Obama và hey, chào quý vị các bạn, mình đang có mặt ở góc Hai Bà Trưng cắt với đường Bà Triệu. Nay sẽ đi đến ăn bún chả Obama. Wow. Xe cấp cứu mà đi không có người mà nó cũng cứ cố nó vượt đèn đỏ. Bà Triệu này là đường một chiều, song song với phố Huế chạy theo chiều ngược lại. Vậy á? Chứ không có walk in vô đâu. Ồ vậy à? Chứ khách đó là khách hàng không, tại vì số lượng nhiều quá mà. Dạ. Vậy nó phải book đúng không? Chúng phải gọi lấy hàng chứ, lấy hàng chứ. Nó nằm bên tay trái. Nằm bên tay trái. Xe này nó đang vắng. Tí nữa thì đông nghịt luôn. À. Không đỗ được xe. Vậy à? Không dừng được xe để mà xuống ấy. Có bún chả này ấy. Vâng. Bún chả Hương Liên, em anh dừng bên đây được. Vâng. Chả Hương Liên, bún chả Obama đây các bạn. Hai chị Lê Văn Hưu. Ôi. Cho em ba người ạ. Là ba người ạ. Ba người ạ. Vâng ạ. Cái tầng 2 em ơi. Vâng vâng. Rồi ok. Đây bún chả Obama. Đây, một cái ông này ông đang ngồi. Rất đông khách rồi các bạn. Ba người em ơi. Ba người, tầng 2 bên tay phải của em. Ok, cảm ơn anh. Tầng 2 bên tay phải nhé. Tầng 2 bên tay phải. Bên phải là một đô đây. Ba người, người đẹp ấy. Mỗi người phần đồ bằng ạ. Bia. À. Được. Nước lọc. Dạ được. Một cái đấy nhưng không lấy bia. Suất này thì có bia. Đấy, còn hai suất kia thì đổi bằng. Nghĩa là ba suất combo cho là một suất có bia, còn hai suất là được cái gì? Đúng rồi. À một suất là nhiêu tiền chị? Nếu mà một suất đấy là 90.000. Vâng, dạ dạ. Nếu mà đổ Pepsi là 85.000. Vâng, rồi ok. Hai Pepsi. Hai Pepsi. Có là có surprise không? Bảy ấp đi, cho bảy ấp thì là giống Sprite đấy. Rồi, bún chả Hương Liên. Bây giờ họ có hai nơi đó các bạn. À, as eaten here by President Obama. Hay cái bàn đấy ở giữa. À đây. Họ cho vào cái tủ họ trưng luôn cái bàn của ông ở đây các bạn. Đó, một cái vị trí đặc biệt họ hy sinh cái bàn đó. Đóng khung cho tủ kính luôn đấy. Một dĩa bún này, đây là tỏi xay này, ớt này. Rau sống này các bạn. Đây cái
họ có từng các cái phần mình sẽ tích tích đồ á. Khăn 3.000 một chiếc, bia chả nem cô bể theo cái hóa đơn như này á. Cái trong đấy là nem cua bể đấy ạ. Cái đấy là nem cua bể đấy ạ. Nem hải sản. Đây, mỗi người một cái cục đó. Rồi, em cảm ơn anh. Rồi, mời cả nhà cùng ăn đó. Rồi, bia Hà Nội. Bún chả. Tẩy đá này. Đây là nem hải sản này các bạn. Chúng ta sẽ cho tỏi vô á. Chị em mình cho ăn được cho tỏi vô này. Cho tỏi vô thì cái nước nó sẽ thơm hơn. Anh ăn được tỏi không? Cho tỏi vô á. Ớt để cho thêm chút ớt được. Và bắt đầu khi có thương hiệu vào rồi và có người nổi tiếng tới ăn cái rồi là ai sang họ cũng tò mò. Thực ra chưa hẳn đã là ngon nhưng mà họ tò mò. Ông Cúc anh viên dắt tới không? Nếu ông chết có cái tự tử luôn. Cái đó thì gắp rồi để ăn luôn. Gắp rồi chấm lên để ăn. Gắp lên bỏ vô chén. Không giòn. Hôm hỏi bà chủ cái ông ấy chết là bên đây cũng có gửi thư sang để hỏi thăm. Nếu mà không tác nghiệp ở ngoài á là như một buổi thôi. Đi ăn ruốt mà mời đi ăn ruốt em từ chối nhiều anh. Cứ đi ăn ngoài là à cái gia đình mà cái anh hôm qua mà bảo là cái người em tên Hân mà thất lạc ở Thái Lan đấy, nó có nhắn tin cảm ơn đã liên lạc được với anh Thắng rồi. Em bảo nó có tin gì hay thì cho em biết tới. Gia đình chắc là sẽ tính là sang Thái Lan để đi kiếm đấy. Cũng nhiều.
Yeah.
mà. Thì ăn một cục. Ăn cục em cũng một cục. Ăn hết em. Này nó giòn bút luôn đó các bạn. Ngay gần đấy có cái nộm đu đủ. Nộm đu đủ với bò cua. Đấy, bắt chanh lên là thanh niên cứ ngồi đấy. Uống một hai chai bia hay là gì đấy. Hỏi cô bò đu đủ. Nó bị nó ngắt. Đấy gọi là chào tranh thanh đó. Chào tranh thanh đó. À, ngồi nói chuyện đấy. Uống nước trà. Gọi là uống trà chanh. Hạt dưa, hạt bí. Hạt hướng dương là dễ cắn nhất. Cái hạt bí cắn khó hơn. Cái đấy ăn nhiều viêm họng nặng, nó có cái lông ở cái phần này. Nó dính cổ, Rất ngon và đáng ăn đó các bạn. Mẹ cua xay tôm. Nó tiền. Cái tiền nó vẫn chơi. Cái gì mà sai kia sao mà
mình bỏ đây mà nó không kèm. Nó không bỏ khác thì lúc nào gần như cũng đông khách cho các bạn. Em làm đây được bao lâu lâu rồi? Mấy tháng? Mấy tháng à? Lương tháng của em? 8 triệu. Wow. Làm từ 7 giờ sáng đến 9-10 giờ tối. Ô vậy à? 7 giờ sáng 10 giờ tối. Vậy là phải có nghỉ ca đấy chứ đúng không? Không nghỉ à, làm liên thông. Thế sao có sức mà làm được 8 triệu? Quê em ở đâu? Em ở Thanh Hóa. Dầu Má phá đường tàu đúng không? Phá đường tàu, nhưng mà phá đường đâu, phá đường tàu lấy tàu. Thì cũng rất đông khách các bạn. Mấy hộp giấy gần hết rồi nha. Obama có một cơ sở 2 ở phố Láng Hạ. Thành toàn cashier này đây. Hàn Quốc về đây ăn rất nhiều các bạn. Quốc hạt dẻo. Chả Hương Liên.